chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Thưa quý vị, khoảng thời gian gần đây thì dư luận đang xôn xao về một cái chủ đề liên quan tới một cái cô gái tên là Phương. Thì cái cô Phương này nè, cổ được gia đình đầu tư cho cổ lấy một cái ông chồng Việt Kiều để đổi đời. Và cái câu chuyện éo le này nó xảy ra cho gia đình của cô Phương và cả bản thân cô Phương, khi mà cả gia đình cô có cái tư tưởng sính ngoại và thích đô la hơn là thích tiền Việt quý vị. Tuy là không có giàu có lắm, nhưng mà nói chung là ở cái xứ Bình Thuận đó thì gia đình của cô Phương cũng thuộc cái dạng là khấm khá, có của ăn của để. Ngoài cái vấn đề là vốn liếng dành dụm mà gia đình có được từ trước tới giờ, thì gia đình của cô Phương còn có được một cái con thuyền để mà đánh bắt xa bờ nữa quý vị. Là mình nghe như vậy là nói chung là cũng có tiền có của. Khoảng thời gian mấy năm dạo gần đây á, thì như quý vị cũng thấy rồi, biển nó cứ động hoài, rồi đánh bắt cá thì bây giờ nó ngày càng khó khăn. Mà đi biển dạo này á, thời gian khoảng mấy năm trở lại đây, cái việc mà đi biển nó nguy hiểm hơn trước, tại biển thường hay động hay bão á, thì nguy cơ mà đi ra ngoài biển, neo biển ngoài xa đó thì nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình đi như vậy mà mình không biết mình có được về không á, nôm na là vậy. Cho nên là gia đình cô Phương á, mới ba mẹ cô Phương mới suy nghĩ tới cái chuyện là bây giờ hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, còn Phương con mình năm nay nó cũng 30 rồi mà nó cũng chưa có một tấm chồng, mà hai vợ chồng bây giờ cũng lớn tuổi, mà nếu mà bây giờ á, tôi mà còn đi biển nữa, tôi còn đi theo tàu đánh cá nữa, thì tôi sợ rằng á, là lỡ mà bây giờ mình đâu có biết được, ra ngoài biển lỡ có chuyện gì ngoài đó tôi không về nữa, lúc đó thì con gái nó có lấy chồng tôi cũng không nhìn thấy được chồng nó là ai. Nên là ba mẹ cô Phương sau khi mà suy nghĩ gắt tay lên trán, sợ là bản thân mình không sống được bao lâu nếu mà mình đi theo cái nghề đánh cá đó, mới nghĩ tới cái chuyện là thôi, thay vì bây giờ mình làm cái công việc đánh cá đó cả đời rồi, thì bây giờ mình chuyển sang mình đầu tư cho con gái mình nó sang Mỹ để mà nó lao động, nó kiếm tiền, rồi mai mốt nó gửi về Việt Nam cho hai vợ chồng mình. Lúc đó vợ chồng mình có thể là nhịp chân mà sống. Sau khoảng một cái thời gian mà ba má của cô Phương tìm kiếm cái con đường để mà cho con gái mình sang Mỹ, thì cuối cùng gia đình của cô Phương mới gặp được một cái người phụ nữ mà nôm na là cái bà đó cũng là dạng như là dân ở cái xứ đó luôn, dạng như cũng quen biết rồi truyền miệng nhau. Người này cũng kể cho người kia, cũng nói với nhau, truyền tai nhau á, là gia đình ba má cô Phương đang muốn tìm cho cô Phương một tấm chồng ở nước ngoài. Đó, thì khi mà cái bà này bả nghe như vậy quý vị, bả trong cái khu đó, bả sống ở trong cái xóm đó, bả nghe thì bả mới nói với lại mẹ của cô Phương á, là bây giờ á, bả có một đứa em gái đang sinh sống ở bên Mỹ á, thì để nhờ đứa em gái đó coi thử nó có mối mang, nó có quen biết ai mà đang có nhu cầu muốn lấy gái Việt Nam không, thì để có gì xin thông tin rồi đưa cho hai đứa nó nói chuyện thử coi hợp thì đến với nhau. Ba mẹ của Phương cũng đồng ý thôi quý vị, mình phải như vậy thì mình mới có cơ hội cho con gái mình lấy chồng Việt Kiều, mà trong khi con gái mà 30 tuổi thì nôm na ở dưới quê cũng gọi là gái ế rồi quý vị. Nên là tự nhiên bây giờ mà nếu mà trường hợp con gái mình tìm được một cái mối Việt Kiều ngon ngon được đi xuất ngoại á, thì có phải chăng là ở cái tuổi ế đó rồi mà tự nhiên vô tình là lụm được bí kíp tìm được một cái người hoàng tử cho đời mình không? Nên là cô Phương với lại ba má cô Phương rất là họ mong chờ cái ngày đó nó đến. Và sau một thời gian, thay vì là sẽ có một cái con đường, đó là con đường tình cho cô Phương với lại một cái mối Việt Kiều nào đó, thì bây giờ cái bà hàng xóm bà lại không báo cái tin hỷ như vậy, mà bà báo một cái tin như thế này. Bà nói là bây giờ bà tìm được rồi, cái đứa em gái của bà đang sống bên Mỹ có một cái mối này, quen biết được người ta truyền tai nói là bây giờ ở bên đây thì nói chung là trai con đàn ông mà cỡ khoảng cái tuổi mà lớn hơn con gái anh chị một chút nè, lớn hơn con Phương chút nè, thì đa số là ở bên Mỹ bây giờ đã có vợ có con hết trơn rồi, hoặc là người ta cũng đã ly hôn, thì thôi bây giờ nôm na là bây giờ chưa có cái mối nào gọi là muốn có nhu cầu về Việt Nam cưới vợ, mà cũng đừng có lo, bây giờ tôi với lại em gái tôi bên Mỹ có tìm được một cái mối này, thằng này nó tên Hoàng mà nó chưa có vợ nha, nó muốn về Việt Nam á, là nếu mà bây giờ có ai mà gái Việt Nam mà muốn đi qua Mỹ theo cái con đường kết hôn giả đó, thì nó có thể đứng ra để mà nó đứng ra để mà nó làm chồng giả cho, để mà nó có thể là cả đôi bên đều có lợi, cái người con gái nó có thể qua Mỹ định cư được, còn nó thì nó cũng có chút vốn liếng. Thì khi mà ba má cô Phương nghe cái điều đó, quý vị cũng đắn đo suy nghĩ, mới hỏi là bao nhiêu tiền. Thì nôm na lúc này bà sớm mới nói là khoảng đâu đó gần xem nửa tỷ đồng, là tức khoảng gần 500 triệu quý vị. Thì ba má cô Phương mới tối đó về gác tay lên trán suy nghĩ, cái số tiền đó nó quá là lớn. Bây giờ bắt buộc là phải bán luôn cái tàu đánh cá, tại vì bây giờ gia tài có cái tàu đó là giá trị nhất. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mình đầu tư cho con gái mình lấy chồng Việt Kiều, mình phải có cái bước đầu tư đúng không? Thì bây giờ không có con đường nào qua Mỹ bằng cái con đường này hết, thì bây giờ phải bán đi cái con tàu
đó của gia đình, con tàu làm chân của gia đình đánh cá đó, phải bán con tàu đó đi, rồi cộng với là trong nhà có nhiêu tiền vàng bán ra vét hết để mà đầu tư cho Phương được đi được đi theo cái con đường kết hôn giả. Thì sau đó hai bên Hoàng với Phương hai người mới giữ liên lạc với qua lại với nhau để làm chi, để mà bắt đầu Hoàng sẽ sắp xếp bay về Việt Nam. Thứ nhất là cũng phải có dắt Phương đi chơi đi đây đi đó để chụp hình làm kỷ niệm, đằng sau này khi mà làm giấy tờ thì mình sẽ có những cái bằng chứng chứng cớ là hai người là người yêu thiệt, đó là hai người trên danh nghĩa là người yêu thiệt, vợ chồng thiệt, để mà chứng minh với lại bên đại sứ quán. Thì khi mà Hoàng ở bên Mỹ bay về Việt Nam và hai người bắt đầu có thời gian để mà đi chơi nè, rồi tạo nên những cái kỷ niệm giả nè, thì lúc này là cái khoảng thời gian nó kéo dài mất khoảng gần 3 tháng để hai người bắt đầu kéo dài cái mối quan hệ qua lại với nhau. Trong khoảng thời gian đó thì những cái người bạn bè của Phương đều ngưỡng mộ trầm trồ, nghĩ rằng là con Phương nó ế ế vậy, nó 30 tuổi, ba mấy tuổi mới có chồng, mà cuối cùng là trời thương cái duyên nó tới trễ, mà cuối cùng cái duyên này nó ngon. Sau khi mà Hoàng bay về Việt Nam một lần đó để mà có thể hai bên gặp mặt nhau, thứ nhất là gặp nhau trực tiếp để biết nhau, thứ hai là để nhận một phần tiền trước, giống như là một phần tiền cọc của cái Phật, cái khoản mà bỏ ra để mà bảo lãnh giả đó. Cái thứ ba nữa đó là trong cái chuyến về đó thì Hoàng mới nói là Hoàng sẽ nhờ vợ chồng của một người bác ruột mình, thì sẽ do người vợ chồng người bác ruột đó sẽ đứng ra đại diện thay thế cho ba mẹ của Hoàng, sẽ qua bên gia đình của Phương nói chuyện để mà ra mắt này kia, để mà xem một cái ngày nào đó hai người sẽ lựa chọn làm tiến hành đám cưới. Và thế là quý vị, lúc đó gia đình ba mẹ Phương thấy rất là ok, tại vì dù sao kết hôn giả nhưng mà người ta cũng làm cho con gái mình nở mày nở mặt, cũng có một cái đám cưới tử tế đàng hoàng. Và cái hôm mà đám cưới thì bạn bè của Phương rất là ngưỡng mộ luôn. Mọi người cứ nói vô nói ra, kiểu như hàng xóm cũng nói là giống như là con anh chị kiếp trước chắc có tu, cho nên định kiếp này mới lấy được cái người chồng mà gọi là đạo mạo vậy, vừa đẹp trai tuấn tú mà lại còn biết cách cư xử này kia, có hiếu thảo đồ này kia, rồi còn thêm cái nữa là còn thêm cái mát Việt kiều quá là ngon luôn. Con gái anh chị lấy xong cái chàng rể này coi như đổi đời luôn, sướng luôn, giống như một công chúa vậy đó. Thì hàng xóm người ta cũng nói, bạn bè của Phương người ta cũng nói, người nào cũng đều khen hết lời, tại người ta đâu có biết bên trong nó như thế nào. Những cái lúc đó thì Phương cũng nói với mấy người bạn mình, thôi nói chung nó cũng duyên số hết mày ơi. Hồi đầu tao cũng định ế vậy luôn, rồi tao đâu có định lấy ai đâu, nhưng mà ai biết đâu duyên số ông trời cũng cho thì mình lấy thôi, chứ cũng đâu có chọn lựa. Nhưng rồi sau cái đám cưới đó diễn ra xong xuôi hết quý vị, thì Hoàng mới ở bên gia đình của Phương giống như là ở rể vậy đi, tại vì Hoàng phải ở dưới đó cho tới cái ngày mà chuẩn bị bay trở về lại Mỹ, quý vị biết không. Thì trong khoảng thời gian đó ở dưới đó còn mấy tuần á, không hiểu là lửa gần rơm rồi nó lâu ngày nó cũng bén hàng sao á, mà kết hôn giả xong bây giờ nó lại thành là ăn ở thiệt quý vị. Khi mà kết hôn giả xong như vậy thì cái đêm đầu tiên, đêm đồng phòng qua chút thì nó không có xảy ra chuyện gì, hai người không có chung đụng, không có ngủ chung, không có làm gì cả. Nhưng mà hai người vẫn còn ở với nhau hoài á, Phương với lại Hoàng cứ gần gũi với nhau hoài trong nhà của ba má Phương á. Không hiểu sao hai người nảy sinh tình cảm thật quý vị. Thì đó nó mới chết chứ quý vị, nảy sinh tình cảm thật luôn. Thì mình không hiểu là cái chuyện của hai người này á, nó tình cảm thật nó phát sinh từ khi nào rồi, tức là hai người đã có cái ý định yêu thiệt từ khi nào mình không biết nha. Nhưng năm nay là trong khoảng thời gian á, sau khi đám cưới xong và sống chung nhà bên gia đình Phương á, thì Hoàng và Phương đã nảy sinh tình cảm thật. Thì lúc đó mới cái thời điểm mà nảy sinh tình cảm thật cũng là cái thời điểm mà Hoàng chuẩn bị phải đi lên Sài Gòn, đi xe lên Sài Gòn để mà book một cái khách sạn ở gần sân bay, để mà ở sân bay đó qua ngày hôm sau là đi lên máy bay để mà bay sang Mỹ quý vị. Thì lúc này Phương mới đi lên Sài Gòn để mà tiễn Hoàng. Tại vì hai người đã dự định là thứ nhất là hai người sau khi mà đám cưới xong thì cũng phải có giống như đi hưởng tần trăng mật, giống như cũng có khoảng thời gian đi chơi với nhau này kia kỷ niệm, để chụp hình lại làm kỷ niệm sau này khi mà mình làm giấy tờ thì mình có đầy đủ bằng chứng để cho người ta tin là mình là vợ chồng thật mà. Cho nên là sau khi đám cưới xong thì ở bên gia đình Phương cũng cả tuần lễ nay. Bây giờ thì hai người bắt đầu quyết định là dù gì thì Hoàng cũng còn mấy ngày nữa là phải bay sang Mỹ rồi. Nên là bây giờ hai người sẽ nắm tay nhau bắt xe từ dưới Bình Thuận đi lên Sài Gòn này, xong rồi thuê một khách sạn ở Sài Gòn, rồi hai người đi chơi đồ này kia, đi ăn uống, đi chơi vòng vòng trong Sài Gòn để mà tạo lên những cái kỷ niệm giả. Thì trong gia đình ba má của Phương thì cứ đinh ninh là hai đứa chỉ là những cái thứ đó chỉ là giả thôi, đi chơi cũng là giả, tình cảm cũng là giả. Nhưng mà đâu có biết được nội tâm trong lòng của Phương và Hoàng, hai người đã nảy sinh tình cảm thật đó quý vị. Thì khi mà hai người nắm tay nhau đi lên Sài Gòn này để mà chơi du di dăm ba ngày, xong tới cái ngày cuối là Hoàng bay về Mỹ trở lại,
thì nó lại phát sinh vấn đề là hai người thôi, chỉ có hai người lên Sài Gòn thì chắc chắn là ở chung với nhau khách sạn nó phải có vấn đề quý vị. Hai người gặp, hai người đã có tình cảm thật từ khi nào mình không biết nữa, thì khi mà lên tới Sài Gòn này book khách sạn ở, hai người đã có những cái quan hệ và hai người đã động phòng thật luôn quý vị, hai người đã ăn ở thật với nhau ở trên đây. Thì sau khi mà ăn ở thật với nhau trên đây như vậy, thì tới cái ngày mà Hoàng chuẩn bị bay về Mỹ á, cái đêm đó là có thể gọi là cái đêm kế cuối á, thì tối đó Hoàng mới chơi cái trò này nè. Hoàng mới nói với lại Phương á là bây giờ hôm nay là anh cũng chuẩn bị bay về Mỹ lại rồi, bây giờ hai đứa mình chơi một cái trò gọi là cái trò trốn tìm đi, mình phải làm cái gì đó cho nó đặc biệt để mà cái ngày cuối này mình để lại kỷ niệm cho hai đứa, để mình nhớ nhau đúng không, yêu xa mình phải nhớ nhau chứ. Đã Hoàng mới có cái sáng kiến là rủ Phương chơi cái trò trốn tìm trước khi mà mình làm những cái chuyện ân ái, thì mình chơi cái trò trốn tìm trước để nó kích thích á. Cho nên á là lúc này á Hoàng mới túm Phương lại, bắt đầu Hoàng mới kêu Phương á là em ngồi xuống đây đi, em ngồi xuống đây, anh lấy cái khăn anh bịt mắt em lại, xong rồi á mình chơi cái trò này á, thứ nhất là để mình ôm lại cái tuổi thơ ngày xưa, cái thứ hai là mình chơi vậy nó kích thích, nó vui lắm em mà, kỷ niệm lắm em. Thì lúc này quý vị, Hoàng mới bịt mắt Phương lại, xong Hoàng mới nói với Phương á là anh cấm em nha, em không có được chơi ăn gian, không có được ti hí nha. Hoàng mới nói với Phương á, bây giờ anh bịt mắt em xong đúng không, thì em ngồi yên ở đây anh đếm từ 1 cho tới 100, mà anh đếm xong rồi lúc đó em mới bắt đầu em đi tìm anh, nếu mà em tìm mà không ra được là em thua, thì lúc đó là anh sẽ có một hình phạt riêng cho em. Thì lúc này á Phương mới bắt đầu á là lấy cái tay á mới sờ má Hoàng kiểu nựng á quý vị. Thì Phương mới nói là ai đâu mà thèm ăn gian với anh chi, em không có thèm ăn gian với anh đâu, anh đừng có hòng mà anh thoát khỏi cái tầm mắt của em, đường nào em cũng sẽ bắt được anh thôi, cái phòng nó bé bé như thế này thì đường nào em cũng phải tìm được anh thôi. Thì cái trò này á nó cũng dễ thôi, ngày xưa em cũng chơi hoài. Thì Phương mới nói với Hoàng như vậy. Thế rồi Phương mới bắt đầu á là bị Hoàng bịt mắt lại quý vị. Và sau khi mà bịt mắt xong xuôi hết thì Hoàng mới giơ mấy ngón tay lên để mà kiểm tra xem thử Phương có mà giống như ăn gian hay không. Thì khi mà giơ ngón tay một ngón, hai ngón, ba ngón đều Phương đều nói trật hết á, thì lúc này Hoàng biết á là mình đã che kín rồi, Phương không thấy được gì bên ngoài nữa. Thì lúc này á vừa đếm vừa cười. Còn Phương á thì nghĩ trong lòng á mới nói gì nè, em biết vậy á, hồi xưa em có chồng sớm một chút, em thấy em có chồng vui quá, nếu mà trước mà em gặp anh sớm á có phải là tốt hơn không? Có anh á em vui ghê. Thì á Phương vẫn rất là phơi phới trong lòng quý vị, nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm xuân mộng mị của hai người, rất là vui vẻ hạnh phúc đúng không? Nhưng mà tới khi đếm xong cái đếm tới cái tiếng 100 rồi, cái số 100 rồi, thì tự nhiên lúc này á coi như á là Phương không còn nghe tiếng đếm mà cũng không nghe rụt rịch gì hết. Thì lúc này Phương mới đinh ninh vậy là Hoàng đã trốn xong rồi. Hoàng trốn xong rồi nên là Phương mới bắt đầu đứng dậy đi vòng vòng trong cái phòng khách sạn để mà tìm. Tìm coi anh núp ở đâu ha, để em tìm ra anh này kia ha. Bắt đầu thì mò mẫm thì mò tới cái tủ quần áo. Thì thường đinh ninh trong đầu của ai đi chăng nữa đều đinh ninh là muốn cơ trốn thì đa số người ta sẽ chọn trốn trong tủ quần áo nè, hay là người ta trốn xuống dưới đít giường nè, mà nếu mà giường kính nó không trốn dưới đít giường thì trốn nhà vệ sinh nè. Nói chung nó cũng chỉ vòng trong mấy cái chỗ góc đó thôi quý vị. Nên là Phương lúc này mới lần mò tới mấy cái góc đó đặng để mà những cái vị trí đó để mà tìm Hoàng. Thì khi mà đi tới đâu tìm á cũng không có thấy, cũng không có hoàn toàn sờ, cũng không có thấy đụng vô Hoàng luôn, mà cũng không nghe tiếng âm thanh gì hết, căn phòng nó rất là im ắng luôn. Thì lúc này Phương mới bắt đầu thấy lâu quá rồi, mà sao không nghe Hoàng lên tiếng mà cũng không có âm thanh gì, mà tìm khắp cái phòng luôn. Cảm nhận của mình là mình đã thấy là mình đi khắp cái phòng rồi mà mình không thấy Hoàng đâu. Lúc này Phương mới bắt đầu la lớn tiếng lên là anh trốn ở đâu mà kỹ quá, em tìm anh hoài không có ra. Thì cái ông Hoàng này á, ổng cũng im re, tại lúc đó ổng đâu có trong phòng đâu quý vị. Ổng cũng im re luôn. Thì Phương mới bắt đầu nghĩ ra là vậy bây giờ chỉ còn có một chỗ mình bị cố gắng mình kiếm, đó là dưới cái đít của cái tủ, cái bàn với cái ghế mà ngồi uống cà phê quý vị, nhưng mà nó hơi cao á, thì cái gầm nó hơi to nữa, cho nên là chỉ có duy nhất ở cái góc đó thôi. Cho nên á Phương mới bắt đầu lần mò tới cái góc đó để coi thử Hoàng có núp ở dưới cái đít ghế đó hay không. Nhưng mà khi tới thì cũng không thấy luôn. Lúc này Phương mới tức quá, thấy mất quá nhiều thời gian mà tìm hoài tìm không ra Hoàng, mà không nghe tiếng Hoàng nói, không nghe gì cả. Phương mới bắt đầu la to lên, vậy là bây giờ anh là đang trốn ở đâu, anh nói đi em thua. Đó, thì lúc này Phương la lên là Phương chịu thua rồi, nhưng mà cũng không nghe Hoàng lên tiếng. Thì lúc này Phương bực bội quá mới lấy cái tay kéo hẳn cái sợi vải mà đang che mắt ra, kéo ra luôn. Để chi, bực bội quá, tìm hoài không ra, nói hoài ổng không nghe, ổng không trả lời, không trả lời đi lời gì hết, bực quá kéo khăn ra quý vị.
thì lúc này là coi như trò vui nó hết luôn quý vị. Sau khi kéo cái bức màn bí mật thì trò vui nó cũng bị bật mí luôn. Này là Phương mới chủ động đi hết khắp phòng tìm, thì nhìn hoàn toàn là không có Hoàng gì cả, thì mới nhìn là cái vali đồ đạc của Hoàng cũng biến đâu mất hết luôn quý vị. Thì lúc này á, Phương biết rồi, Phương biết nghi nghi là mình bị lừa. Phương mới bắt đầu là đi kiếm cái đồ đạc trong tư trang của mình, vàng vòng sính lễ cưới mà ngày hôm trước người ta cho đó. Thì có những cái món và những cũng có những cái trang sức là Phương để lại cho mẹ giữ ở dưới quê, nhưng cũng có những cái trang sức là Phương đang đeo trong người. Đó, Phương đeo trong người, và Phương tối đó khi mà hai chồng vô phòng chuẩn bị đi ngủ thì Phương tháo ra để lên trên cái hộp trang sức, phải không? Thì Phương mới nhớ lại là mình có cái hộp trang sức đó và mình phải kiểm tra lại. Thì y như rằng luôn, cái hộp trang sức đó nó không cánh mà bay, nó biến mất luôn quý vị. Lúc này là Phương tá quả luôn, gọi điện cho Hoàng thì gọi á, thì nó cứ báo là thuê bao không liên lạc được, không liên lạc được đó. Thì Phương mới chạy xuống dưới quầy lễ tân của khách sạn để hỏi là cái người đàn ông mà đặt cái phòng khách sạn này á, đã đi từ lúc nào rồi, ý là hỏi lễ tân như vậy. Thì sau khi mà lễ tân họ kiểm tra đó, thì họ mới biết, họ mới báo cho Phương biết á, là cái anh này nè, ảnh đã trả phòng trước đó khoảng 15 phút. Lúc này á, là Phương gọi là hoang mang tột độ quý vị, mới đi lên trên phòng khách sạn trở lại gọi điện thoại cho má của Phương, báo cái tin á, là như vậy như vậy. Thì má của Phương á, mới bắt đầu á, là bắt cái chuyến xe sớm nhất để mà đi lên Sài Gòn gặp con gái mình. Hai vợ chồng đi lên Sài Gòn gặp con gái mình. Thì khi mà gặp nhau trong cái khách sạn đó, ba má của Phương với Phương mới bắt đầu, ba người mới bắt taxi đi hẳn qua bên cái nhà của người bác của Hoàng. Cái nhà mà người bác của Hoàng mà hồi trước á, Hoàng dẫn Phương với lại gia đình ba má Phương qua bên nhà bác giới thiệu, nói đây là bác ruột á. Mới đi đánh taxi đi qua bên nhà người bác đó để hỏi coi thông tin của Hoàng bây giờ nó làm sao. Đó thì định là qua làm cho nó ra ngô ra khoai, ai ngờ đâu quý vị, hai vợ chồng với đứa con đi qua bên nhà người bác đó thì không thấy cái người nhà, không thấy cái ông bác nào cả, mà thấy nhà khóa cửa. Hàng xóm xung quanh thì người ta mới nói là cái nhà này là cái nhà thuê thôi, chứ không phải là cái nhà mà người ta ở đây lâu năm. Cái này là chỉ là căn nhà thuê thôi. Và cái hôm mà sau khi mà đã làm đám cưới đồ này kia xong xuôi á, là cái gia đình này á, cái vợ chồng của cái người mà thuê căn nhà này á, đã chuyển đi nơi khác luôn rồi. Lúc này là coi như Phương với lại ba má Phương tá quả, hiểu ra cái sự thật cay đắng. Tất cả nó chỉ là một cái màn kịch thôi. Ba má Hoàng á, là bị mất đi một cái tài sản rất là lớn, nào là tiền bạc của cải, nào là cái tàu đánh cá cũng phải bán đi để mà có tiền trả tiền cho cái bên cho cái anh Hoàng mà kết hôn giả này đó. Mà cũng may phước là chỉ trả trước một phần, còn một phần là khi nào mà ban đầu thỏa thuận là còn một phần là khi nào xong xuôi hết mới trả, cho nên đâm ra là cũng mất đâu đó khoảng 200-300 triệu. Rồi cộng thêm nữa là còn mất thêm gì, mất thêm cái vấn đề là cũng phải tốn tiền làm đám cưới nhà gái, quý vị cũng nói đường nào nhà gái cũng phải có tốn tiền chứ sao không. Rồi sính lễ của ba má của Phương, hôm đám cưới ba má Phương với lại gia đình Phương cũng có tặng quà sính lễ cưới cho Phương. Cứ nghĩ là quà đó để làm của cho Phương sau này, nhưng mà ai ngờ đâu cái đêm cuối cùng này lại bị Hoàng tẩu tán đem đi hết. Nên là nào là mất sính lễ vàng cưới nè, rồi còn mất đi, còn bị tai tiếng nữa, rồi còn mất đi tài sản của gia đình nữa. Nên là cuối cùng câu chuyện này bắt buộc là phải can thiệp tới cơ quan chức năng. Đó, thì đây là một câu chuyện mà mình muốn cảnh tỉnh để cho chia sẻ cho mọi người mình cũng biết rằng là cái hình thức cái hôn giả đó nó thật sự nó cực kỳ nguy hiểm nha quý vị. Rất nhiều những cái trường hợp người ta đã bị vấp ngã về cái vấn đề kết hôn giả đó. Vấp ngã ở đây là có nghĩa là nếu mà cũng có nhiều cái trường hợp nó bi đát khi mà mình kết hôn giả mà mình gặp phải cái người đàn ông á, họ biến thái hay là họ có ý đồ đen tối với mình thật nè, hay là này kia, nói chung nó có rất nhiều những cái trường hợp đó xảy ra. Và em tin rằng là quý vị mình sinh sống ở bên nước ngoài lâu năm, mình quen biết rất nhiều người và mình đã nghe rất nhiều sự vật sự việc như vậy rồi, đúng không quý vị? Nên là cái con đường kết hôn giả là con đường gọi là năm ăn năm thua, rất là nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiền mất tật mang. Nên là mình nghĩ rằng, thiết nghĩ rằng nếu mà cái số mình nó không có thể nào có con đường đi ngoài xuất ngoại được thì thôi mình đừng nên gọi là mình nên đừng nên đi tìm những cái con đường nó mạo hiểm như thế. Cũng có nhiều cách để có thể đi xuất ngoại mà không nhất thiết phải đi theo cái con đường mà mạo hiểm như thế này hả quý vị ha. Thì sau đây là video xin được phép khép lại, và rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú, anh chị mình trong một video kế tiếp.